Hello chào anh em nhé, chào mừng anh em trở lại với cái channel của tôi anh em ơi. Tiếp tục lên cho anh em mình story úp cầu kéo cầu tài xỉu bờ đây anh em ạ. Hôm nay thì mình sẽ tự vào vốn và chốt lại cho mình anh em nhé. Không kéo ai hết anh em. Kéo anh em mỗi là một ngày kéo tầm chục anh em rồi thì phải đến lượt mình tự kéo mình thôi. Chỉ có mình mới kéo mình về bờ được anh em ạ. Ủa mà mình cứ xa bờ đó mà về. Đấy, nói chung mình đang về bờ rồi, mình gọi là mình muốn về bờ sâu hơn tí đúng không? Về bờ sâu còn lại cái clip cái đấy thì anh em sẽ vào vốn chốt lại cho anh em. Hôm nay thì mình sẽ vào cái vốn nhẹ cho anh em là tầm 33 củ đây. 33 củ đây thì hôm nay cố gắng đánh lên dương tầm 15 đến 20 củ không ạ? Thì chắc là đánh lên tầm đâu đấy là 33 cộng 15 tầm 48, 48 hoặc là 53 củ chốt lại cho anh em nhé. Đấy, cố gắng hôm nay đánh lên 48 53 củ chốt lại cho anh em mình đây anh em ơi. Anh em xem video thấy hay đừng quên để lại cho tôi một like, tim subscribe, đăng ký kênh để mà tôi có cái động lực ra thêm nhiều video hay chất lượng hơn cho anh em xem anh em nhé. Đấy, ok anh em ạ. Đây có con tài 18 không ơi? Tài 18 thì rất dễ bị xỉu ở đây. Chắc đây tay đầu tiên đánh nhẹ cây 3 củ đi. 3 củ nhẹ nhàng ở đây tí. Cây 10 đến 5 thì đang bị xỉu anh em ạ. 10 đến 5 đang bị xỉu đây. Có một điểm cặp 8 mà. Cặp 8 khả năng bị xỉu cao đấy. Anh em đánh hết cái đống tiền lẻ ở đây nhá. 735. Đang lẻ tầm 735k đánh luôn cho để chặn tiền tí anh em nhá. 433 củ hôm nay sẽ cố gắng up cầu chốt lại cho anh em nào. Dương 12 15 đến 20 củ ra đẹp không ạ? Dương tầm đồ đấy là 15 đến 20 củ ra đẹp, mình có thể chốt lại thành công. Tầm đấy là ok la không nhá. Cố gắng thôi. Rồi, gãy tay trên, gãy tay dưới đây. Cái mờ này mình gãy 735k rồi. Đằng cây 3 củ nào? Tài nào? Rồi, gãy luôn. Gãy xíu là đẹp. Lượm lúa hết bảng đi nhá. Chúng xíu cho anh em luôn. Chúng xíu cho anh em ở đây luôn anh em ạ. Rồi, đây là con xíu 4 rồi. Chân xíu 4 dưới thì vẫn bị xíu à. Ôi, xíu 10 đây, dấu hiệu để anh em mình bể cầu đây chứ đâu không? Xíu 10 là dấu hiệu để anh em bể cầu. Tiếp tục vào bể cho anh em nhảy cái này 3 củ nha anh em. 3 củ tay dưới. Tay trên thì đang là cầu 212, có thể có khả năng là 212 không anh em. Xíu 4 mà sao công thức tí nhá. Xíu 4 là xíu nhỏ dễ gây tài đúng không? Rồi. Cái này vào luôn cho anh em mình là cây 5 củ đi. Trên đánh 5 dưới đánh 5 anh em ạ. Đánh 2 tay 5 ở đây nhá. Sẽ đánh cho anh em là 2 tới 5 củ anh em nhá. Nặng 10 đến 5 trước, nặng mini thì xíu sâu anh em ạ. Mày 42 nút là đẹp, 6 ok. Mày có 6 mới cấu được pha này anh em ạ. 41 sang 5 hơi khoai. 41 sang 5 ngay xíu 10. Mày đặt tài nặng 41 áp lực quá. Thả nặng xíu không sao. Mày tài không anh em, 6 rồi. Má cái này 62 sang 1 anh em ạ. Anh thấy không? Đặt tài thay mình nặng 4 nặng 5 trước, nặng 6 cũng được đi. Cứ đặt tài mà nặng 6 trước là y như là gãy mong ạ. Mất tiền lỗ lai ở đây anh em nhá. Anh em mình vẫn đang hơi vốn thôi. Ôi đang dương chứ nhỉ. Dương tầm 2 củ 6 ở đây mong ạ. Rồi cầu về tài về xỉu à, xỉu 9. Xỉu 9 thì khá giống tài đúng không anh em. 9 cộng 6 áp dụng công thức xíu 1 vào 9 cộng 6 là 15 số lẻ mình sẽ về tài. Cái này sẵn tiền đánh bắt vào cầu 123 tài nhẹ 5 củ này, dưới này thì cầu 11 à. 11 bị xíu anh em nhá, gặp 11 mình bị xíu thôi. Tài 11 đánh xíu mà xíu 10 đánh về tài không ạ? Đánh xíu là khung cầu 11 ở đây không nhá. Đấy, đánh xíu của mình nào. 41 không nào, rồi 45 sang 1 chuẩn luôn cho anh em. Tài 11 nó hay đi với xíu 10 ấy, nên là tôi phán đoán cái này là 45 rồi thì khả năng cả 1 thôi. Tiếp tục là con tài 5 củ ở đây anh em ạ. Ai bú không, xem từ hôm nay mình chốt lại được hay không đây. Hai nút nào, 6 rồi lại 6 rồi. Má cứ đặt ra 6 trước rồi tôi rung không ạ. À nói đặt tài cứ đặt ra 6 là sợ thôi. 62 ra 1 này thì toàn tiếp. Chết cha, nhầm rồi anh em ơi, cầu 123 và đánh lên xỉu cho anh em. Thì chết cha, để mình nói đặt 123 và đánh với tài chết rồi, cái này với tài này. Một cặp chín khả năng về tài cao này không ạ? Tài cái này mình là 10 củ anh em cả nhà nhá. Tài cái này 10 củ cả nhà nhá. Thôi, cái dưới này là xỉu 10 à. Xỉu 10 thì khả năng là bị về tài đi cho cái này cho mình là 5 củ cả nhà nhá. 5 củ đi cả nhà ơi. Rồi, lẻ bao nhiêu tiền? Lẻ tầm 350k vào bên trên luôn nhá. 1 2 3. Lẻ 50k vào luôn cho mình là 350k như này. Đánh tài 1 2 3 rồi anh em ạ. Đánh cầu tài 1 2 3 ở đây nào anh em. Xem thử chuẩn tài không hay là tiếp tục xỉu ở đây. À cái dưới gãy xíu này.
Dưới đang khả năng qua xíu này mong ạ. Mấy cái trên gãy xíu nữa đây. Ôi dồi ôi luôn nha. Cái dưới gãy xíu thì khó cho nên mình đấy. Cái này mà gãy xíu thì khó cho nên mình luôn. À, bay bay luôn cả đống tiền đấy. Cái này bú lên được tầm 40 củ mong ạ. Cái này thua đi nên mình lại gọi là về trắng tay. 6, 3, 4, ok. Chuẩn tài đẹp cho nên mình. Ai Dương anh em 40 củ à. 4, 3, 3. Dương tầm 7 củ đây rồi. Dương 7 củ đây rồi mong ạ. Xíu 10 ra xíu 6 anh em để ý này. Xíu 10 mà không gãy tài ấy. Xíu 10 mà không gãy tài khả năng cao cái này mới đi xíu tầm 3 tay. Đúng không? Xíu kia tầm 3 tay về xíu bản cho nên mình cái này là 5 củ xíu mong nhá. 5 củ xíu ở đây. Ai quả cầu mới đến 5 thì cầu 1 2 3 thì khả năng lại 1 1 rất là cao. Tài 13 về xíu anh em nhá. Tài 13 về nhiều xíu cái này cho anh em là tầm 10 củ này. 5 củ thôi. Cái này vào 7 củ thì chắc ăn chắc cú tí mong ạ. Cái dưới cái trên thì cái dưới cái thua cái trên còn gỡ lại được tí luôn anh em. Rồi anh em mình nặng nhẹ xíu cái này tí 5 củ này, trúng xíu không? Trúng xíu cái trên đỡ áp lực tí này anh em. Số xấu rồi. Má nó xíu xấu. Đặt xíu nặng xấu hơi vui vui tí. Như xịt luôn. Rồi, nặng xíu trên này luôn anh em. Cái MD5 này đánh gãy nhiều anh em thì có cái mini tài xỉu này bú thì tôi lại tin tưởng nó thêm này. Ôi lại bỏ luôn, thông hai tay tài. Ây da, khó chịu anh em ơi, khó chịu rồi. Bắt đầu vào những cái tay cầu này, thật sự là mình khó chịu đi người đây rồi. Xỉu bay cũng gãy cái này, tài 1, 2, 3, 13, 16 mà 13, 16 vẫn xỉu được, vẫn tài được hay nhỉ. Ôi, tôi không tin cái này không bẻ cầu được đấy. Xỉu 2 tài, 6, xỉu 4 này, khó quá, bỏ đi. 28 dung 15 tầm 45 củ đây. Ok anh em, cầu này bắt lại gì đây? Xỉu 14 này. Xỉu 14 cộng 6 20, tiếp tục xỉu nhẹ cái này cho anh em mình tầm cây 20 củ đi anh em nhé. Cái này vào xỉu mặt 20 củ chốt lại anh em đây. 182k. Rồi, vào luôn cho anh em cây xỉu 20 củ 182k ở đây này. Nặng này. Ok, trúng xỉu cho anh em mình tay đây này. Đấy. Ok cho 47 củ rồi. Anh em là 33 lên tầm bao nhiêu ta? Ban đầu anh em nói tầm 33 lên tầm 10 dương 15 tầm 48 đúng không? Đây là dương tầm 14 củ rồi anh em ạ. Ơi khả năng chắc là chốt lại dương 14 củ đẹp anh em nhỉ. 14 củ rưỡi đi, không 4 củ rưỡi đi. Ok anh em, 33 lên tầm 47 ở đây thì 33 47 33 cộng 15 58 mới đúng chứ đúng không anh em? 47 thì mình mới dương chưa được 33 lên 15. Ơi tầm 48 củ đẹp mà, cái này là dương tầm gần 4 củ rồi. Dương gần 14 củ đây chắc là khả năng anh em chốt lại ở đây luôn nhá anh em. Ấy dương gần 14 củ, rộng dương gần 15 củ anh em ạ. 14 củ 355k ở đây thì thiếu 700 là lên dương được 15 củ chẳng cho anh em. Cũng gần đạt được cái mục tiêu mình cũng gần đạt được cái mục tiêu mà anh em đưa ra. Thôi thì hôm nay chốt lại dương như thế này thôi. Anh chắc mặc bền anh em ạ. Anh em nhớ là cổng game tôi đang chơi là cổng tiếng đường trò chơi nhá. Anh em mà cần hỗ trợ đăng ký tạo tài khoản chơi game có thể liên hệ qua tôi hỗ trợ cho anh em. Còn giờ xin phép em là bye bye. Kết thúc video này. Bye bye, hẹn gặp anh em ngày mai thôi. Bye anh em.